Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em về cái cưa xích gỗ của hãng Milwaukee từ Mỹ về. Mã của nó là 2727 à, thì bao gồm có một máy, một pin, một sạc à, thì em sẽ review cho anh em. Và lam của nó là lam 40 đủ đỡ anh em đi rừng à, thì máy này máy new 100% từ Mỹ về. Và view cho anh em xem à, những anh em nào mà cưa cây, cưa gỗ thì bình pin thì liên hệ mình. Vâng, và em sẽ khui ra đỡ cho những anh em nào mà cần đi rừng thì alo Tùng. Đầu tiên là một cái sạc. Sạc này là điện 220. Mình lên 220 cho anh em. Và cục pin. Cục pin này là cục pin 8. Pin dòng xả cao. Lam này là lam 40 và xích này là xích phổ thông à, thì anh em có thể khi mà mòn xích ấy, thì mình có thể mua xích phổ thông. Có thông số của lam nha anh em. 40 Milwaukee bằng pin. À, thì động cơ này là động cơ không chổi than. Không chổi than thì anh em làm nó sẽ không có hao pin nhiều so với dòng có chổi than. À, thì hàng này hàng new từ Mỹ về. Thì những anh em đã có pin á, thì mua thân máy. À, vâng. Và thông số nó như sau. Tốc độ của nó là 6.600 vòng trên phút. 6.600 vòng trên trên phút luôn à, cũng rất là pro nha anh em đó, đó. À, máy này là máy từ Mỹ về và có chứng nhận UL, chứng nhận UL. Vâng, đây lam của nó là 406.4 đây, thì nó chuyên cưa gỗ, động cơ không chổi than. Rồi à, thì à, cái bên này á, là à, chở dầu vô để cho nó trơn duy nhất. Và mình sẽ khui ra cục pin. Pin này à, đi kèm với máy là pin 8A, pin dòng xả cao. Pin à, này à, anh em mua lẻ thì 2,5 triệu một viên, 2,5 triệu nha anh em. À, giá thị trường thì nó cũng khá cao. Bên này à, giá thị trường thì à, hãng bán tầm khoảng 3,4 triệu đấy. Thì những anh em à, tham khảo nhiều luôn. Rồi anh em mà đi rừng á, thì mình mua cái thở 3 cục mình mới đi cả ngày được. Đấy, rồi em sẽ test cho anh em nha. Cái này là khóa, mở vô. Rồi test cho anh em chạy.
Tốc độ này thì nó tương đương với 52cc. Động cơ không động cơ xăng đó anh em. Đây, tay cầm rất là pro, cũng cũng nặng ngang cái máy xăng đó. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì cả một máy một pin một sạc giá 12,5 triệu. Đây. Em Tùng cảm ơn anh em.